đã bao giờ thử tưởng tượng khi lái chiếc xe hơi của mình, bạn có thể được trải nghiệm cảm giác mới lạ như nhìn nhận sự vật hiện tượng qua một phòng chân thực, tương tác tối ưu với những chiếc xe đi bên cạnh, hay lái xe mà không cần phải chú ý tới điều chỉnh đèn sao cho phù hợp. Giờ đây, với công nghệ tối tân hiện đại, điều đó đã không còn chỉ nằm trong tưởng tượng. Những chiếc xe được trang bị tính năng an toàn, thông minh và hiện đại. Vậy những công nghệ trong tương lai sẽ giúp ích gì cho bạn? Hãy cùng 8xe tìm hiểu về nó nhé! Màn hình tương tác thực tế ảo tăng cường. Thực tế tăng cường AR hay thực tế ảo tăng cường là một đối tượng thực tế được bổ sung tăng cường thêm các thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thiết bị hỗ trợ. Các thông tin tăng cường có thể là hình ảnh, âm thanh, chữ viết, video, mô hình 3D chi tiết. Ví dụ, hình ảnh chiếc ô tô in trên giấy sẽ được bổ sung tăng cường thêm các thông tin đầy đủ. Lựa chọn mô hình 3D của nó thông qua màn hình của smartphone, hành động đặc trưng có thể tương tác với nó như ngoài tự nhiên. Việc tăng cường thông tin đó giúp chúng ta nhận biết chi tiết, thiết thực hơn về đối tượng đó so với thông tin gốc. Từ thông tin tăng cường cũng có thể làm tăng tính hấp dẫn, cũng như có thể tương tác, trải nghiệm đối tượng đó bằng mô hình 3D mà không cần đến đối tượng thật. Nhờ các màn hình AR được tích hợp trên kính lái, tài xế hoàn toàn có thể tiếp cận thông tin về vận tốc, mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện hay giới hạn tốc độ mà không phải rời mắt khỏi đường đi. Loại màn hình thông tin này còn có thể thay thế màn hình thông tin giải trí truyền thống với các ứng dụng bản đồ, nghe nhạc cùng nhiều công cụ hữu ích khác. Màn hình tương tác thực tế ảo tăng cường đã có mặt trên một số mẫu xe hạng sang, nhưng theo các chuyên gia, trong khoảng một thập kỷ nữa, công nghệ này sẽ được nâng cấp và có mặt trên nhiều dòng xe. Công nghệ giao tiếp V2V. Những năm gần đây, chúng ta đã nghe nói nhiều về công nghệ giao tiếp V2V, cho phép các thương hiệu có thể truyền thông tin đến nhau khi lưu thông trên đường. Thuật ngữ V2V, viết tắt của cụm từ Visual to Visual, hay còn được gọi là giác quan thứ 6. V2V là sản phẩm mới nhất phát triển dựa trên nền tảng công nghệ OnStar và StarVisiTrack của GM. Thiết bị này có khả năng xác định vị trí và tình trạng chuyển động của các xe, cũng trang bị hệ thống V2V trong khoảng cách 400m. Tín hiệu giữa các xe thực hiện thông qua đường truyền không dây Wi-Fi. Trong thử nghiệm, chiếc Cadillac CTS trang bị V2V có khả năng thực hiện hai chức năng: cảnh báo trịch làn đường và tránh va chạm bằng phanh tự động. Khi chiếc CTS muốn vượt một chiếc xe khác, V2V sẽ tính toán tốc độ của xe đi trước. Nếu khoảng cách giữa hai xe nhỏ, trong khi đang ở vận tốc lớn, nó sẽ cảnh báo người lái bằng âm thanh và rung ghế lái, thông báo rằng không nên chuyển làn đường trong thời điểm đó. Một tình huống khác nằm trong tầm kiểm soát của V2V là khi xe trước dừng lại bất ngờ, khiến xe phải phanh gấp và chuyển làn đột ngột. Lúc đó V2V sẽ phát tín hiệu tới tất cả các xe phía sau xe thử nghiệm. Không ít tài xế phàn nàn họ thường bị đèn pha của xe đi ngược chiều làm chói mắt khi di chuyển vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm xảy ra tai nạn. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đèn pha thông minh. Chúng không đơn thuần gồm hai tính năng chiếu xa chiếu gần như thuở sơ khai, mà còn có thể phát hiện phương tiện đang đến gần, từ đó chuyển đổi giữa các chế độ chiếu xa, chiếu gần một cách linh hoạt, hoặc đơn giản là che đi phần ánh sáng chiếu thẳng vào xe đối diện. Các công nghệ mở rộng vùng chiếu sáng hướng tới đối tượng, thay đổi mức độ chiếu sáng trong những điều kiện cụ thể đều được thực hiện tự động, dựa trên dữ liệu thu được từ camera, cảm biến trước xe và quyết định bởi bộ xử lý điện tử. Với hệ thống đèn thông minh, người lái chỉ cần kích hoạt tính năng tự động ngay từ đầu, việc còn lại do xe tự quyết định. Người lái sẽ tránh được những tình huống quên không chuyển về chế độ chiếu gần khi gặp xe ngược chiều. Trường hợp có xe đi cùng chiều phía trước, cụm đèn tự động giảm chùm sáng để gây khó chịu cho lái xe trước và tăng thêm an toàn. Sự phát triển của những hệ thống đèn thông minh giúp người lái ô tô thêm an tâm khi di chuyển. Hiện nay, từ khi đã trở thành trang bị an toàn không thể thiếu trên xe hơi, nhằm giảm thiểu thương tích đối với tài xế cũng như hành khách khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, các túi khí từ túi khí trước, túi khí đầu gối đến túi khí rèm, tất cả mới chỉ dừng lại ở dạng túi khí bị động, nghĩa là chúng chỉ được kích hoạt sau khi xảy ra va chạm. Mercedes-Benz muốn đi trước một bước khi ấp ủ kế hoạch phát triển loại túi khí với cơ chế hoạt động khác biệt. Nhờ sự hỗ trợ của các camera trước gắn trên phương tiện, khi hệ thống cảm nhận được vụ va chạm sắp xảy đến, các túi khí sẽ tự động bung ra bên dưới gầm xe, tạo lực ma sát giúp phương tiện dừng lại kịp thời trước khi để lại hậu quả đáng tiếc. Công nghệ nhìn ban đêm. Lái xe vào ban đêm giống như cơn ác mộng với không ít tài xế, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ xảy ra tai nạn cũng cao hơn do tầm nhìn bị hạn chế. Điều này sẽ được giải quyết nhờ công nghệ hỗ trợ nhìn ban đêm Night Vision. Để áp dụng công nghệ này một cách nhanh chóng và thích hợp với xe hơi, các nhà sản xuất hầu như đều tính đến phương án thay đổi loại camera hồng ngoại. Vì vậy, thay vì giải phổ 450 đến 750 nanomet,
Hệ thống Navision trên ô tô hoạt động trên bức xạ có dải phổ 14.000 nanomet. Theo đó, các camera trước có nhiệm vụ cung cấp hình ảnh về tình hình giao thông phía trước và hiển thị trên màn hình điều khiển trung tâm, bao gồm động vật, người đi đường hay các chướng ngại vật khác. Từ đó giúp người lái xe có thể kiểm soát tốt hơn khi lưu thông và hạn chế tối đa những va chạm không đáng có. An toàn giao thông quả thực vẫn còn là vấn đề nan giải với không chỉ các nhà quản lý, giới chuyên môn mà còn với cả toàn xã hội. Với kỳ vọng đem đến tương lai giao thông an toàn và thuận tiện, nhà khoa học, nhà sản xuất cần phát minh và chế tạo thêm nhiều những công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhưng đồng thời cũng cần phải chú ý hơn tới giá cả để không chỉ những dòng xe hơi hạng sang sử dụng mà còn cho cả những dòng xe hơi khác nữa. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng và sử dụng nhiều hơn những công nghệ hiện đại tối tân này để từ đó giảm thiểu tới mức thấp nhất những hạn chế đáng tiếc. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng và sử dụng nhiều hơn những công nghệ hiện đại tối tân này để từ đó làm giảm thiểu tới mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc, thương tâm có thể xảy ra và góp phần vào việc giữ gìn, bảo vệ bình yên cho toàn xã hội. Web Vision, thương hiệu camera hành trình số 1 Việt Nam,